À, con dùng xong con cái nắp bây giờ mang ra ngoài để nhổ gà, không biết con mới này. Đây là những cái gà này mọi người, coi chừng nó văng về đâm thì nó rất là đau nha. Cái gà này nó rất là nhỏ. Tiền thân mến chào cô chú anh chị và bà con. Tiền chúc bà con có một buổi tối tốt lành. Xem video Tiền thật là vui vẻ nha. Hôm nay Tiền lại quay video ẩm thực cho cô chú anh chị nhà mình xem. Hiện tại phía sau em còn có cái bí. Đây là bí hảo, bí bảo. Bí bảo thì em của Nhất Lập. Đây là bí hảo. Bí hảo thì em của Nhất Minh. Hôm kia là Nhất Minh. Nhất Minh thì bây giờ cũng đã lớn rồi nha, năm nay cũng đã học lớp 9 rồi. Đây là Nhất Lập. Nhất Lập video trước Tiền có quay ăn mừng đại tiệc 30 tháng 4 thì không có, do là Bí Lập đi dẫn tour shop. Thì chắc là năm tới Tiền sẽ đào tạo Nhất Lập để làm du lịch dịch vụ hướng dẫn cho cô chú anh chị nhà mình đi đại phú quý. Và buổi chiều hôm nay thì Tiền với mấy bé sẽ làm ba cái con cá nóc nhím này. Đây là cái nhóc nhím Tiền bắt dưới đại dương. Những cái video Tiền săn bắt cái hải sản đó cô chú anh chị. Để mà nhổ ra được con cái nóc này á, thì trước tiên phải đụng qua nước sôi cho nó mềm đi cái gai. Và hai con Tiền sẽ lột da và một con Tiền sẽ nhổ gai. Lý do là cái gai này đó nó rất là khó nhổ luôn. Nhổ mà ba con luôn thì nó sẽ rất là mất thời gian. Tận chiều thì Tiền với mấy bí mới ăn được. Không biết hôm nay mấy bé góp ý là làm món gì? Món gì? Món gì cả ớt à? Là món gì bao? Món cả ớt bị cay nóc, chỉ muốn ăn ăn hả? Tao nói sao? Món gì cay ớt? Món gì cay ớt? Món cả ớt. Món cả ớt. Món cả ớt bị đường, cả ớt đường. Cay không mày? Ăn ớt bao? Ăn ớt có cay không mày? Ăn ớt ít thôi, nhớ là ăn được à? Hà, ăn ít thôi hả? Ăn nhiều ăn được. Ớt thì sao mà ấy cay? Ấy ấy cái muối màu cam sau này ấy cho con trộn xong vào con màu cà ớt càng nhất chiên này ngon. Ấy này nấu món gì em có biết không? Biết. Sả ớt. Sả ớt à? Dạ là cuối cùng với bảo nó là món sả ớt, sả ớt. Sả ớt là món đặc sản ở ngoài Tiền chuyên dùng nấu cái món cái nóc như thế này, thì nó có rất là nhiều cái món luôn. Như là chiên dầu này, nấu muối ớt hoặc là luộc dầu. Cái nắc tươi thì mọi người làm món gì cũng ngon. Thậm chí là đâm muối ớt, bỏ con cái nắc vào, luộc lên thì ăn nó cũng vẫn ngon. Nhưng mà cái cấp đông lâu ngày thì sẽ ớt nó sẽ khử đi cái mùi tanh về cái mùi kháng của cái con cá nha. Rồi bây giờ thì sẽ mang ba con cái nắc này để chế biến và làm sạch.
Và như vậy là cũng tách biệt với bè con này. Đây cả nhà. Bè con cái nóc. Bè con cái nóc. Để tao lên nó. Cái cái đèn to. Nhìn đẻ ghê chưa? Đẻ. Con này tiên sẽ đỡ thôi nhổ ra con này này, con này ra già này. Để nhổ ra cái con này nha. Còn con này thì em tiên sẽ lột dê dê. Vậy bây giờ thì tiên sẽ để cho Nhất Minh lột dê với lại Nhất Lập tập lột ké này cho cả nhà mình xem nha. Cái con ké nóc này thì nó có một cái mèo để lột rất là nhanh luôn. Đấy, dùng cái dao cắt ngay cái miệng. Cắt vòng lò cái miệng đi. Cái con cái nóc này cái răng nó rất là ghê luôn. Nó chắc lắm nha. Răng cái gì? Răng nguyên khối luôn. Xài rồi lập. Lấy bờ bụng á. Đặt lên. Đó. Cắt bờ bụng. Bây giờ thì em tiên dê tay. Lột cho nó nhanh. Chứ nhắc mình nhắc lập lột hơi lâu. Thì cái con cái nóc này nè cô chú anh chị. Cái nóc bị to. Cái miệng cái răng của nó như thế này đây. Nó cắn một cái là bứt ngón tay. Nếu mà chẳng may thật tay vào trực tiếp là bứt ngón tay. Cái nóc thì thích ăn của chúng chủ yếu là cua nè, ốc. Đó là chính. Rồi giờ em tôi sẽ lột. Lột thì mọi người sẽ cắt như thế này. Cầm hai con mắt về chọc lên. Hay đi kiếm hồng đèn mài hay là cả chén đi. Dèo cho nó bén nha. Thì cái dê này đó ăn cũng ngon. Nhưng mà bán thương lái mua giá cũng cao lắm. Rồi dê tươi thì nó khoảng 160-180. Còn dê khô thì khoảng 400 đến 600 nghìn trên 1 kg. Thường lá sẽ bán mang qua cho Trung Quốc. Hay quá ha. Còn cái dê thì nó sẽ có một cái bò nhầy. Do là nó đòn đé nữa cho nên nó rất là cứng luôn kìa nhỉ. Chú ở trên cái nó có thể lỏng lẻng. Cái gan. Cái gan con cái nóc này nè mọi người. To kinh điển luôn. Cơ bên mới mũi rồi. Ui, lột cho máu luôn. Đây mọi người, em tiên lột dê xong, còn cái phần gan này thì tiên sẽ lấy bỏ luôn nha, không có ăn. Cái bong bóng cái nắc phiết lông này, bây giờ ngâm cho nó nhẹ đé dê. Và ở đây là cái dê. Đây, tiên sẽ lột ngược lại. Nó ăn cái nắc đó. Đó, bom để mà làm cái lồng đèn thì bỏ cái bong bóng hơi vào trong này. Sắp đầu thỏa cho nó căng lên. Nó căng cứng lên. Sắp đầu đem ra phơi một nắng này nó sẽ được cái lồng đèn nha. Và đây là cái dê. Đấy, kìa nhìn thấy không? Sẽ trùng cái con cái nóc này xong rồi nhổ ra nha. Tiền bắt cái nồi nước sôi rồi. Anh nhìn nó sôi rồi. Đây mọi người, nước sôi hùng hục luôn. Về trùng vô. Đó, nó phình lên luôn này. Về như vậy là em Tiên cũng đã
xong nè, con trụng xong con cái nấc bây giờ mang ra ngoài. Để nhổ ra, không biết con này có dễ nhổ không nha. Sợ chưa chín nè. À được rồi đây. Đây, chị mẹ nó chín rồi này, nhổ dễ dàng như thế này đây cô chú anh chị. Bây giờ thì tiến hành nhổ ra nha. Đó, dễ ha. Đây mọi người, đây là cái gai của con cái nấc này. Nó có 3 ngạnh, 4 ngạnh nha. Đây nè, 3 ngạnh ngắn và 1 ngạnh dài. Rồi để máy bí nhổ thử có được không. Có ra nhổ thì không có được đâu, nó chưa có chín tới á. Đây. Thôi được rồi, chín rồi. Và đây là cái con cái nấc mà lột được ra một mớ này. Đây là những cái gai này mọi người, coi chừng nó văng dễ đâm thì nó rất là đau nha. Cái gà này nó rất là nhọn và sắc bén luôn, ghê thiệt. Khi mà trồng xong thì nó rất là dễ bứt cái gai vậy luôn. Để em tìm cái bức còn cảnh này. Đó. Và có những gai mà nó chưa có tới cũng khó lấy nha. Ồ, mấy gai ở gần lưng này khó lấy. À. Ừ. Mấy gai ở gần lưng này khó lấy à. Chắc chưa tới. Ừ. Nước còn. Bỏ một tí nữa. À, lấy nó khô lắm nè. Mùa em mới lấy cái gì luôn. Lâu, mới ra là khó lấy thế. Chị nhớ cái gì? Cái gì chắc chắn nè. Ừ? Không lấy gì. Chị nhớ gì. Uống ngọt đi, béo. Thú của ngọ đi. Đó, nó đầm. Giấu như vậy nó hết. Tại cái này báu thì dài. Xuống dưới đây là báu thì dài. Đây là dễ gì. Vậy nhà mình biết sao mà những cái con cái nóc gai này nó không có độc tố không? Những cái con cái nóc gai mà dê lơn á, không có những cái gai nhọn như thế này á, thì nó phòng vệ bằng cách là chứa những cái độc tố. Khi mà những cái con cá mà săn mồi hoặc là những cái con săn mồi bắt những cái con cá này á, thì con cá ăn cũng bị dê đi, nhưng mà cái con cá nóc thì cũng bị dê đi. Còn riêng cái con cá nóc gai này á, nó không có độc tố trong cơ thể, tại vì nó đã có những cái gai này để phòng thủ rồi. Khi mà những cái con mồi tấn công á, nó sẽ phát huy là phình cái thân thể của mình lên để chống chọi lại những cái kẻ săn mồi bằng những cái gai như thế này. Đó là lý do là cái con cá này nó không có độc tố, còn những cái con cá khác là nó không có gai đó, nó phải tự vệ bằng cách là có nọc độc nha. Tiền nói thật là khuyên mọi người không nên ăn
bằng cách này. Thành ra cái con cá nó rất là xấu luôn cả nhà. Cái dê thì tôi nói thật nó cũng không có ngon bao nhiêu. Tuyền quay vậy để giới thiệu cho cả nhà mình biết. Có lẽ là Tuyền sẽ ngừng cái cách nhổ như thế này đi. Nhìn nó lâu và nó mất thẩm mỹ thật sự. Đây đây. Nó sức luôn một cái cục dê luôn này cả nhà. Thôi em Tuyền sẽ tạm ngưng lại nha. Còn những cái nào thì Tuyền bỏ. Còn cái nào lấy dê rồi thì Tuyền lấy. Còn không thì Tuyền bỏ lại luôn. Mới lấy được có một nửa thôi. Mà nó như thế này. Đây là phần lên này. Tại vì khi mà mình trụng thì trụng vừa tới thôi. Những cái còn sống ở phía răng á, nó chạy dê, nó rất là tanh và hôi. Nó thấm vào dê thì ăn cũng mất ngon nữa. Nó là như vậy. Vậy là em Tuyền cũng đã bầm dê được những cái khúc như thế này nè. Đây, cả nhà thấy ba con bầm dê được một mâm luôn. Nó rất là nhiều nha. Rồi, giờ thì em Tuyền hôm nay sẽ nấu là món muối ớt. Tuyền sẽ đâm muối ớt gia vị ướp vào và bắt lên là luộc. Thì tí nữa Tuyền sẽ đâm cái gia vị để quay về cả nhà mình xem và nếu có ăn thì làm giống Tuyền để thưởng thức nha. Đây là những dụng cụ mà em Tuyền sẽ nấu cái món cái nắc hôm nay. Gồm có là nước mắm, đường, muối, hạt nêm còn gọi là bột ngọt và một que ớt với lại má chép tỏi. Tuyền sẽ dễ tỏi với ớt ra trước. Và tỏi với ớt thì Tuyền cũng dễ ra sân nè. Tuyền sẽ thêm muối tầm khoảng một muỗng nha, muỗng cà phê và đường. Thì Tuyền ăn là ngọt hơn cho nên điền muối thì một phần, đường là ba phần. Cái này Tuyền gọi là bột ngọt, hạt nêm, thêm một tí nước mắm nữa là được. Nước mắm thì ít thôi. Được rồi. Thế là có một cái cối gia vị đầm muối ớt. Nếu mà không có tỏi á, mọi người thay vào đó là hành lá nha. Hành lá thì nó sẽ dễ chịu hơn. Để mà nấu cho gia vị nó thơm ngon thì sẽ chiên cái gia vị này với dầu. Đây là cái nồi dầu. Thì nấu cho nó chín, sau đó đổ cái gia vị này vào, tèo lên cho nó dẹp cái mùi hương, là bỏ ké vào là được nha. Mì tôm. Ủa, không phải đâu. Mùi của ghê mà. Đó. Wow, thơm. Mì tôm. Và hiện tại thì em Tuyền cũng đã bày ra mâm và nó cũng đã chín rồi cô chú anh chị. Bây giờ thì Tuyền với lại máy bí cứ việc thưởng thức như thế nào nha. Rồi giờ thì Tuyền mời bà con cùng dùng với Tuyền với máy bí. Rồi hôm nay thì Tuyền sẽ cho máy bí ăn và cảm nhận trước. Bây giờ thì tới bí hảo dùng thứ nhất nè. Sao ăn được không? Được. Khó ăn hả tanh không mẹ? Nói sao ăn sao ớn hả ngon, ngon hả dở? Ngon hả? Như vậy là theo cảm nhận của Bí Hảo là ngon. Tiền thì không có biểu mới bảo là khen ngon nha. Có sao thì cứ nói vậy thôi. Được rồi, tới lập. Dùng cục to to thứ này. Cục to. Tất cả ớt cho mẹ chú. Ngon ngọt ra cứ như thịt gà luôn nha mọi người. Thế là ngon. Chắc được miếng luôn. Đâu cô chú. Đó ngon chú. Chín nhá. Mầm. Ngon hả? Chín lũng rồi hả? Chín cho bà mà. Sao cho bà? Đúng cái nơi. Đây là nước mắm Tuyền đâm nè. Có ớt, tỏi, Tuyền nướng xong nó màu đen. Rồi tiếp báo. Mày con to quá, cái sao gửi được ta? Chích chuồng, chích chuồng. Chích chuồng. Đó. Tao mát tủ.
mà ngon cái mùi gà luôn, mình chúc mùi xuống nhau luôn. À, ngon cái thịt gà luôn hả? Mùi thịt gà luôn, xin gà. Gà chúc mùi cái con gì ta? À. Nhà báo chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái con mấy ở đâu? Ăn đi. Ok, chấm. Chút chai. Chấm lại mắm kìa. Chai à. Sao bạn không ngon? Mùi ngon cái cực kỳ luôn. Mấy điểm? 100 điểm. 100 điểm. Mùi ngon. Nhưng mà cám cơm nó còn không có ăn cả. Hiện tại thì Tiên thấy mấy bí ăn cũng khá là nhiệt tình. Đó là cái món mà Tiên làm đơn giản như thế này thôi nè. Chứ ăn này ngon ha. Chứ ăn này. Cái này. Nói cái gì? Đây. Cho nhà xem những cái cục thịt nấu nó thấm gia vị vào cũng rất là ngon nha. Cái này thì mọi người yên tâm ăn không có bị say. Ngon hả? Này đúng tật quá hả? Chưa bỏ lên bàn, lát nữa cho chó ăn. Cái là đúng rồi. Tức chai à? Tại nó bị con to. Vì con lái được hả? Thì nhớ được miếng về hả? Hả? Trời heo kìa, má trái dùm biếc. Dạ, trái được miếng. Giống một chút rồi luôn. Đây là không gian trong cái khu vườn này nè. Cho nhà xem. Rất là yên tĩnh và an nhiên luôn. Giờ thì em Tiên sẽ gấp một cục mời cả nhà mình xem. Mời chú. Ngon luôn. Mời con đùi. Đùi cái gì vậy? Không biết gì hết. Chắc không dài. Cái này là mẻ cho ngon. Mà bây giờ ăn rất là tự nhiên. Thì cả nhà góp ý là Tiên nên quay còn cảnh có lúc ăn để cho nó ngon. Thì hôm nay Tiên sẽ quay như thế này nè. Mỗi hôm thì Tiên quay góp đồ, hôm nay Tiên quay bằng điện thoại. Cứ mỗi món mà Tiên nấu về mấy bí ăn ngon miệng như thế này thì em Tiên cũng rất là vui. Chờ nấu ra không có ngon thì lại phí con Tiên nấu cho một buổi rồi. Và bây giờ thì em Tiên sẽ gấp một cục và mời cả nhà theo cảm nhận của Tiên nha. Đây là cục thịt Tiên sẽ lấy này. Lấy một cái khúc thịt này đi. Đây mọi người. Rồi chấm với nước mắm nha. Em Tiên mời cô chú anh chị và bà con dùng thịt cá nóc. Ngon quá. Rất nhiều có một con tôm. Ngon. Thật sự là rất là vừa ăn luôn. Cái này mà ăn với cơm nữa thì thấm lắm nha. Rồi. Cái xương nó mềm lũng luôn à. Cho tên hầm lau á. Về đây là cái dê của cái con cái nóc này. Giờ em Tiên mời cái nhà cái thịt dê thử như thế nào nha. Dê. Em mời mọi người. Cái mì đói. Nó mềm lũng luôn. Nó như là như bột vậy. Thật sự là cái dê ăn nó rất là nhanh ngán nha. Chị ơi, biết. Không ngon. Không ngon cho mấy hai là Tiên hầm lâu quét rồi lâu. Nó không có dai mà nó ăn vô là cái bùi nó bùi bùi nè. Nó mềm.
thì cả nhà ăn những cái bột năng sao thì nó như vậy đó. Còn cái cục bong bóng để tiên tìm cái bong bóng thì còn không? Em hớt được hả? Hảo ăn ngon. Ở này má bí ăn hết cái cục bong bóng rồi. Rồi em tiên dùng một cái đuôi nữa. Thì cái nước chấm này nè, em tiên nấu nó rất là đờ vị luôn nha. Chấm với bánh tráng á, ăn rất là ngon luôn. Đúng tầm luôn. Ngon nhất, ngon. Nhất này ngon. Còn ngon. Cái đùi là cái phần ngon nhất, nó có đủ yếu tố thịt nè, da và sụn. Cái đuôi thật sự là ngon. Mà không hiểu sao nào hôm nay tiên ướp và làm gia vị nó ngon lắm. Tuyệt vời luôn. Đấy, cả nhà mua cái nắc thì nấu cái món như tiên thì tiên để công thức trong video mọi người xem về ăn thử cho biết. Cái đấy cho chó ăn. Ui, cá mắt nữa thầy. Cá mắt cũng có ăn rồi. Cầm đi, tập tạm thử à. Hút. Giờ nhắc là hút cái mỏ thử coi. Chim đi, chim đi. Hút đi. Hút cá đi. Chim đi, hút à. Hút quỷ à, chim đi à. Chim đi, hút à. Cám. Cho một hút. Ngon. Ngon ngon cay cay. Ngon ha. Ngon. Ngon. Đó. Chừng đó. Cả không giờ. Mời cái ép. Nhâm nhâm nhâm. Trông giỏi ha. Thì nhấp hả? Cái để mà làm mà nấu rất là công phu nhưng mà mới biết không thèm ăn luôn nè mọi người. Giò là nó buồn ăn rất là nhanh ngán, nó nhớt nhớt tựa như là cục bột bột mì nhớt vậy đó, cho nên là ăn không có ngon nha. Tiền khẳng định là không có ngon cho mấy, cho nên bỏ đi rồi. Để theo hết chưa? Yeah. Bí Hảo thì ăn nhiệt tình nhất. Có bao đậu 50 là có lẽ video của em cũng xin tạm dừng tại đây. Em Tiên sẽ làm những video ẩm thực cùng với má bé nhiều hơn. Mọi người cho em một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho em. Giờ thì Tiên với má bé cùng chào cô chú anh chị. Chúc bà con có một buổi tối thật là tốt lành và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và bây giờ thì bye bye. Xin chào, bye bye. Bắn like nha. À, bé đó sao? Bắn like nha. Một like.